Sau 2 ngày khai mạc Euro, thì Euro 2024 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn vào đêm nay 16 tháng 6. Ở đêm nay, cuộc chạm trán nhận được sự quan tâm nhất chính là Hà Lan và Ba Lan, trận đấu sẽ diễn ra theo giờ Việt Nam vào lúc 20 giờ. Trước màn so tài này, Hà Lan đang có phong độ ấn tượng trong 5 trận đấu gần đây nhất chiếm tỷ lệ bàn thắng 4 và hòa 1. Trong khi đó, đội tuyển Ba Lan trong 5 trận gần đây nhất tỷ lệ thua 4 và hòa 1. Đội tuyển Hà Lan được đánh giá cao nhờ việc thi đấu tốt tại UEFA Nations League và sở hữu dàn sao lớn của bóng đá châu Âu. Cả Hà Lan và Ba Lan đều đang có phong độ tốt thời gian gần đây. Dù vậy, người hâm mộ vẫn nghiêng về Hà Lan hơn trong trận đấu hôm nay. Về phía Ba Lan, việc tiền đạo chủ lực Lewandowski chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở trận mở màn do dính chấn thương cũng khiến người hâm mộ thêm phần hoài nghi về kết cục không mấy khả quan của Ba Lan ở giải đấu năm nay. Cũng trong đêm ngày 16 tháng 6 vào lúc 23 giờ, đội tuyển Đan Mạch sẽ gặp mặt Slovenia. Đội tuyển Slovenia bước vào Euro 2024 với thành tích khá ấn tượng ở vòng loại. Tại bảng H, họ kiếm được 22 điểm trên 10 vòng và giành được vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, Slovenia đang có những vấn đề trước thềm một giải đấu lớn. Đầu tiên là việc họ không có màn chạy đà ấn tượng. Ở hai trận giao hữu trước Euro, Slovenia chỉ thắng 1 và hòa 1. Ngoài ra, đây cũng mới là lần thứ 2 trong lịch sử họ được góp mặt ở vòng chung kết một kỳ Euro. Việc thiếu trải nghiệm ở sân chơi lớn như này cũng có thể cản đường tiến của Slovenia. Với Đan Mạch, họ đến với Euro trên tư cách đội đầu bảng ở vòng loại. Đan Mạch cũng có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu khi toàn thắng cả hai trận giao hữu với Na Uy và Thụy Điển. Quan trọng nhất, Đan Mạch đã có nhiều trải nghiệm ở những giải đấu lớn gần đây. Và ở Euro 2020, họ đã chơi rất hay và vào tới bán kết trước khi bị loại bởi đội chủ nhà Anh. Đặc biệt không phải ngẫu nhiên mà Đan Mạch được đánh giá sẽ trở thành ngựa ô ở giải đấu năm nay. Sau đây là lịch thi đấu chi tiết ngày 16 tháng 6 và rạng sáng ngày 17 tháng 6, vào lúc 20 giờ Ba Lan gặp Hà Lan, lúc 23 giờ Slovenia gặp Đan Mạch, lúc 2 giờ sáng Serbia gặp Anh.